cười đau khổ trước sự việc của Hoa hậu Ý Nhi. Thưa quý vị, đó là lời tâm sự với báo chí của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều. Đó cũng là tâm trạng chung của những ai quan tâm đến Ý Nhi trong một tâm lý vừa khắt khe với một hoa hậu nhưng vừa bao dung với một thiếu nữ mới tròn tuổi đôi mươi và sinh ra lớn lên tại một tỉnh nhỏ miền Trung. Các báo hai ngày nay đều thi nhau đưa tin. Một cái tin tôi thấy buồn nhiều hơn là vui, đó là tin Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi và gia đình có ý định trả lại vương miện cho ban tổ chức cuộc thi. Trong khi đó, phía ban tổ chức Miss World Việt Nam đang cố trấn an Ý Nhi và gia đình cô. Tổng giám đốc công ty Sen Vàng, bà Phạm Thị Kim Dung đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan kêu cứu khi tân hoa hậu chịu sức ép quá lớn từ dư luận. Hoa hậu Ý Nhi vướng phải hàng loạt sự cố vạ miệng sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Đầu tiên, người đẹp có phát ngôn so sánh với các bạn đồng trang lứa. Tiếp đến, trong câu hỏi kể ra ba người nổi tiếng ở Bình Định, Ý Nhi đặt sự nổi tiếng của mình ngang với vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử. Cũng trong ngày 28 tháng 7, tân hoa hậu tiếp tục gây tranh cãi khi dùng từ nạn đói, nạn rốt khi nói về trẻ em vùng sâu, vùng xa trong một triển lãm tranh từ thiện. Trước sức ép lớn từ dư luận, từ đầu tháng 8 đến nay, Huỳnh Trần Ý Nhi vắng mặt tại các sự kiện dành cho hoa hậu, chỉ có hai á hậu tham dự. Huỳnh Trần Ý Nhi là tân hoa hậu đầu tiên trong lịch sử sắc đẹp Việt bị tẩy chay ngay sau khi đăng quang. Hiện tại, hội nhóm anti-fan của người đẹp đã cán mốc hơn 620.000 thành viên, đa phần đều bày tỏ sự bức xúc trước những phát ngôn của Ý Nhi. Thậm chí nhiều người còn yêu cầu nàng hậu trả lại vương miện, cho rằng cô không xứng đáng với ngôi vị này. Một số nhãn hàng trước đây từng hợp tác với cuộc thi và đăng tải hình ảnh các thí sinh lên fanpage thì nay cũng phải gỡ bỏ trước sức ép quá lớn từ dư luận. Mới nhất, thương hiệu thời trang TS phải gấp rút xóa bỏ toàn bộ hình ảnh về Ý Nhi trên fanpage, đồng thời đưa ra lời hứa với khách hàng rằng sẽ không bao giờ đồng hành và hợp tác cùng Ý Nhi từ nay và mãi mãi về sau. Ở thời điểm hiện tại, những ồn ào xoay quanh Ý Nhi vẫn chưa lắng xuống dù trước đó cô Hoa hậu đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau loạt ồn ào. Ở tuổi 21, Ý Nhi vô cùng biết ơn những may mắn đã đến với mình, biết ơn vì sự ủng hộ, sự tín nhiệm của khán giả và ban tổ chức trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Vì thế Ý Nhi luôn luôn trân trọng danh hiệu và tình yêu của tất cả mọi người. Một lần nữa, Ý Nhi chân thành cảm ơn và xin ghi nhận toàn bộ những đóng góp, chia sẻ của người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Mong rằng mọi người sẽ mở lòng, đón nhận và cho Ý Nhi thời gian để cải thiện những thiếu sót của mình. Chắc chắn rằng sai phạm lần này là bài học rất lớn để Ý Nhi nỗ lực rèn luyện hơn trong tương lai. Ý Nhi xin hứa rằng không bao giờ làm cộng đồng yêu mến sắc đẹp phiền lòng và thất vọng. Xin chân thành cảm ơn và xin lỗi đến tất cả khán giả Việt Nam. Trở lại với việc Ý Nhi trả lời câu hỏi, ở Bình Định có ba người nổi tiếng, em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung. Đây chính là ngòi nổ cho mọi phản đối hoa hậu đã mang quá nhiều thị phi cho Ý Nhi. Tuy nhiên, như các bạn đã chứng kiến, với sự từng trải của một nhà văn và sự bao dung của một nhà thơ, với tấm lòng của một bậc phụ huynh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều đã đưa ra quan điểm của mình thật chí tình chí lý. Hoa hậu Ý Nhi không có ý ngạo mạn gì trong câu trả lời đó. Cô chỉ là người chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng mà thôi. Rất nhiều người ở tuổi của cô đã có những ứng xử rất văn hóa và hiểu biết. Sự thiếu hụt văn hóa làm cô trở nên kịch cỡm trước xã hội và vô lễ với tiền nhân. Ngày nay, hầu hết những đứa trẻ 4 tuổi cũng đã biết phải chào ai trước khi đi nhà trẻ về. Đồng tình với những nhận xét đó của nhà văn Nguyễn Quang Thiều, cá nhân tôi cũng mong đông đảo bạn đọc sẽ đồng cảm với ông, sẽ cùng nhau chia sẻ niềm bao dung với Ý Nhi, sẽ cho thấy việc tước vương miện của cô là không cần thiết vì cô đã nhận ra sai lầm của mình và lên tiếng xin lỗi. Tôi cũng mong mọi người cho Ý Nhi một cơ hội để cô sửa chữa lỗi lầm bằng các hoạt động của bản thân mình đối với cộng đồng trong tương lai. Tận diệt run đất là tự chặt chân mình, đừng đổ thừa cho thương lái nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, nạn tận diệt run đất bằng cách kích điện đang bùng nổ ở khắp các miền quê Trung Du phía Bắc và đây là hành động người dân tự chặt chân mình. Tình trạng sử dụng kích điện để bắt run đất bán cho thương lái thu gom xuất khẩu sang nước láng giềng đã lan ra hầu hết miền quê của các tỉnh Trung Du phía Bắc và đang có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát. Trên các phương tiện truyền thông, nhiều ý kiến công khai nói kiểu thuyết âm mưu rằng có thể các thương lái nước ngoài có ý định phá hoại nền nông nghiệp Việt Nam qua việc mua run đất với số lượng không hạn chế, lại giá cao. Nói phá hoại là bởi con run đất được ví như chiếc máy cày sinh học làm tơi xốp đất. Nếu không còn run thì đất bạc màu, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Nói thuyết âm mưu là bởi
Trong hơn 20 năm qua, thương lái nước ngoài đã rất nhiều lần qua Việt Nam thu mua rất nhiều thứ không hiểu nổi với số lượng lớn, từ móng trâu, móng bò cho đến đỉa, lá điều khô, dừa khô, rễ tiêu, rễ sim, lá khoai mì, lá khoai lang, v.v. Và rất nhiều lần, thương lái nước ngoài ban đầu mua giá cao ngất ngưởng, tung tin mua với số lượng lớn rồi bỗng dưng biến mất, làm thương lái lẫn nông dân nước ta khóc ròng. Các chuyên gia kinh tế cũng nhiều lần đăng đàn nói đó là các chiêu thức làm giá, cung cầu ảo để phá hoại nền kinh tế. Trở lại với con giun đất, tên khoa học là Veretima asiatica mechaensen, đồng ý gọi là địa long, là sinh vật có chứa allolobofor, các axit amin có tác dụng hạ huyết áp, chống co giật, hạ sốt, trấn tĩnh, v.v. Theo đông y, địa long được dùng cho các trường hợp sốt cao, kinh giật, động kinh, bồn chồn kích động, ho suyễn khó thở, bại liệt phong thấp, viêm đường tiết niệu, sốt rét cơn, tai biến tim mạch, v.v. Tóm lại thì giun đất hiện đang được thu mua với số lượng lớn bởi sinh vật này là một vị thuốc có tác dụng với rất nhiều bệnh và nó được thu mua với giá cao vì đây là vị thuốc tự nhiên có tác dụng tốt gấp hàng chục lần so với loài được nuôi. Vấn đề của nạn kích điện con giun đất không nằm ở chỗ thương lái nước ngoài thu mua với số lượng lớn nhằm mục đích làm thuốc hay phá hoại nền nông nghiệp. Vấn đề nằm ở chỗ trước việc này, như thường lệ, chúng ta lại loay hoay, chưa có phương án xử lý hiệu quả ngoài việc nhắc nhở, vận động, đề nghị đưa vào hương ước làng xã, nặng hơn là thu máy kích điện của người dân do có chế tài cụ thể. Vấn đề còn nằm ở chỗ, chính quyền các địa phương làm sao, bằng cách nào để người dân thông suốt việc bắt giun trong chính vườn nhà để đem bán là hành động tự chặt chân mình, bởi nó có thể thu lợi lớn trước mắt, nhưng hệ lụy tàn khốc về lâu dài thì không thể nào đo đếm được. Không nên đổ thừa cho thương lái nước ngoài, cũng không nên dọa dân mình kiểu cần khởi tố hình sự như nhiều ý kiến trên truyền thông mấy hôm nay. Trường yêu cầu đồng phục cả ba lô, sao ép phụ huynh phải mua bia kèm lạc. Quý vị và các bạn thân mến, chuẩn bị khai giảng, đến hẹn lại lên, các bậc phụ huynh lại bộn bề mối lo tiền sách vở, học phí, đồng phục. Câu chuyện yêu cầu học sinh phải đồng phục cả ba lô những ngày qua khiến không ít người lắc đầu ngán ngẩm. Sau khi đăng tải bài viết tranh cãi gay gắt chuyện trường học yêu cầu đồng phục cả ba lô, Vietnamnet tiếp tục nhận được rất nhiều ý kiến độc giả về câu chuyện đồng phục của học sinh. Độc giả Phan Thiết đưa ra ý kiến cho rằng vấn đề đồng phục của cả trường là bắt buộc, không chỉ riêng ở Việt Nam mà hầu hết các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đều trang bị để dễ nhận biết đặc điểm từng trường. Nay, trường trang bị thêm chiếc ba lô theo thiết kế và logo riêng là vấn đề không có gì quá lớn, vừa đựng sách vở, đồ dùng học tập, vừa rất cá tính dễ thương, tôi hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, đây chỉ là số ít ỏi những ý kiến bày tỏ sự đồng tình với đồng phục ba lô. Đa phần độc giả lại phản đối hoặc thất vọng với thực trạng các trường ngày càng bày vẽ ra quá nhiều khoản buộc phụ huynh phải chi tiền. Họ cho rằng bên cạnh đồng phục quần áo, việc đồng phục cả ba lô là chiêu ép phụ huynh mua bia kèm lạc gây tốn kém không cần thiết. Độc giả Quách Nhi cho biết việc đồng phục ba lô có ở thành phố Hồ Chí Minh từ lâu. Chị cho biết cháu mình từng học trường tư thục T, từ quần áo đến giày, ba lô đều bắt phải mua của trường. Thậm chí, học sinh mặc quần đồng phục của Việt Tiến với màu sắc kiểu dáng giống 97%, giám thị cũng bắt bẻ khó chịu và không cho tiếp tục mặc. Không chỉ vậy, các em khối 12 còn mệt mỏi hơn. Khoảng một tháng trước lễ tri ân, giám thị cứ rảo các lớp, bắt buộc không ít đứa phải mua áo mới đồng phục tay dài, chỉ mặc ngày thứ hai để phục vụ cho buổi lễ chỉ diễn ra vài tiếng đồng hồ. Độc giả tên Toàn cũng khẳng định điều bạn Quách Nhi nói về trường T là đúng và kể rõ hơn. Em tôi cũng từng học trường này, phải chi tiết hơn mới thấy rõ bản chất của sự việc mà bạn Nhi không đề cập trong vụ mua áo tay dài mới ở lễ tri ân trưởng thành. Đó là mấy em học sinh lớp 12 còn chưa đầy một tháng là tốt nghiệp, chỉ vì lễ mà phải mua mới cái áo đồng phục tay dài, bay luôn vài trăm ngàn đồng. Điều bức xúc nữa là chiếc áo mặc chỉ trong vài giờ đồng hồ, 100% là đi cho vì ra trường rồi ai còn mặc lại. Chị Trần Thị Bạch Loan cũng cho biết chuyện bán đồng phục kèm theo ba lô là có lâu rồi chứ không phải mới đây. Chị nói, tôi nhớ cách đây 2 năm, vừa mới ổn dịch bệnh, con út của tôi đậu vào trường TT, lúc vào nộp hồ sơ đóng từ 350 đến 450 nghìn đồng. Anh tiếp nhận học sinh đưa cho cái ba lô, có một phụ huynh nói là nhà đã có ba lô, không cần mua nên không mang theo tiền, thế là anh nhân viên không nhận hồ sơ. Thấy vậy mọi người đứng cho phụ huynh ấy mượn tiền để đóng vào lấy cái ba lô và được nhận hồ sơ. Về nhà, phụ huynh đều thắc mắc sao cái ba lô trường bán đắt thế. Độc giả tên Minh cho biết, đồng phục trường con tôi có 6 món, bắt buộc mua combo chứ không được đăng ký. Sách cũng mua combo bao gồm tất cả các loại sách, cộng với sách tham khảo, vở, đồ dùng học tập, không được đăng ký riêng.
trong số đồng phục và sách có những loại cả 5 năm tiểu học không dùng lần nào. Anh Phan Văn Hướng than thở nói, con mình chuẩn bị vào lớp 6 cũng bắt phải mua cặp theo quy chuẩn thống nhất. Cái cặp như cái ba lô đi dã ngoại phải đến 500.000 đồng, đồng phục và sách cũng gần 2 triệu đồng. Khi con nhập học lại phải thêm các khoản xây dựng trường lớp và quỹ này quỹ nọ nữa, choáng thật. Độc giả Lê Khoa đặt một loạt câu hỏi, sao ép nhau vậy nhỉ, đến ba lô mà còn phải giống nhau, thường cho ai đặt ra quy định đó? Đi học để làm con người tử tế mà khó vậy sao? Lẽ ra đi học là nghĩa vụ lớn hơn quyền lợi, vì rằng muốn có xã hội tốt đẹp đi lên thì xã hội đó có tất cả, ai cũng có đạo đức và trí thức. Trong khi đó, độc giả Nguyễn Bảo bình luận, quá rối rắm, đồng phục mà cũng ràng buộc như thế này à? Phải đồng cảm với số đông gia đình có mức sống vẫn còn khó khăn chứ, ngành giáo dục không làm gương sẽ dạy dỗ được ai? Độc giả tên Ngụy Tam Phước còn gay gắt hơn khi đề nghị thanh tra và có hình thức kỷ luật những trường học nào tự đặt ra những quy định khó khăn về hình thức đồng phục, cặp sách để làm khó phụ huynh và học sinh. Độc giả này khẳng định, thực chất những việc này không giúp cho học sinh học giỏi hơn mà chỉ gây ra sự tốn kém và bức xúc cho phụ huynh. Độc giả Tường Liên mong muốn chia sẻ, xin các đồng chí lãnh đạo quan tâm vấn đề này. Nếu chi phí đầu năm học cao quá, có khi nhiều em học sinh nghèo không thể đến trường. Xin hãy xem xét lại quy định đồng phục từng trường. Xưa kia chỉ cần quần xanh đen hoặc đen, áo trắng, mang huy hiệu của trường. Các em có thể mặc lại của nhau, cặp sao cũng tùy, sách mượn của trường cuối năm trả lại. Xin hãy xem xét thật kỹ, cho thuê sách cũng được, yêu cầu trả lại phải nguyên vẹn, không rách, để cho tất cả các em trong độ tuổi đến trường đều có thể đi học. Độc giả có tên anh Nguyễn phân tích kỹ càng hơn, đồng ý rằng đồng phục là một yếu tố của nhận diện thương hiệu, nhưng có cần thiết phải cực đoan đến mức đồng phục ba lô và quần áo học sinh cho tất cả các ngày trong tuần không? Nếu đã cực đoan đến mức đó, sao không quy định đồng phục cả quần áo, mũ nón, cặp sách giáo viên? Tất cả các đồ dùng giảng dạy trong trường, xe của giáo viên và hiệu trưởng phải là người gương mẫu đi đầu, tự sắm sửa những thứ đó cho mình và cho trường. Theo anh Nguyễn, với hoàn cảnh còn nhiều người nghèo, dân lao động thu nhập thấp, khó khăn kinh tế trong những năm gần đây, dùng đồ cũ, đồng phục chỉ một hoặc hai ngày đến trường là một phương án tôi cho là tốt và thực dụng, đồng thời xây dựng tính tiết kiệm cho học sinh, cũng tạo sự thoải mái ở mức độ cho phép cho học sinh. Ngoài ra, đó cũng là phương án sử dụng hiệu quả của cải xã hội, làm giảm thải và khai thác tài nguyên, sản xuất lắm quần áo sẽ phải tiêu thụ nguyên liệu và tăng rác thải là quần áo cũ. Còn cái kiểu cứ ký hợp đồng, đồng phục với các công ty may ăn phần trăm ở giá bán, rồi đổ lên đầu phụ huynh học sinh, hàng năm bỏ đi cả đống đồng phục cũ, bản chất việc đó là phản giáo dục. Bị tố bán đồng phục ép mua ba lô, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Bình Phú nói do nhân viên làm sai. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Nghĩa Nhân, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận nội dung trong bài đăng trên mạng xảy ra tại trường, nhưng khẳng định nhà trường không có chủ trương bắt buộc học sinh mua ba lô như đăng tải trên mạng xã hội. Theo ông Nhân, trước khi tổ chức nhận hồ sơ nhập học, trường đã triển khai cho cán bộ, giáo viên nắm rõ quy định để thực hiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai cho phụ huynh, học sinh, một nhân viên nhà trường đã trao đổi không chính xác chủ trương của trường. Sự việc này, lãnh đạo trường trung học phổ thông Bình Phú không hay biết cho đến khi bị đăng tải trên mạng xã hội. Ông Nhân nói, chúng tôi đã làm việc với nhân viên nhà trường để chấn chỉnh sau khi bị phản ánh. Nhân viên này cũng đã nhận khuyết điểm trong sự việc. Tôi khẳng định phụ huynh, học sinh mua ba lô, đồng phục trên tinh thần tự nguyện, nhà trường hoàn toàn không ép. Cũng theo ông Nhân, từ năm học 2022-2023, nhà trường không dùng từ combo và cũng không ép học sinh mua đồng phục theo bộ mà học sinh thoải mái lựa chọn. Ông Nhân nói, thậm chí phụ huynh học sinh có thể chọn nhà cung cấp khác hoặc mua vải tự may, miễn sao đúng với màu và mẫu mã đồng phục của trường. Đồng thời, hiệu trưởng này cho biết, dự kiến tháng 10 tới, trường sẽ mở thêm một đợt bán đồng phục để học sinh có thể mua bổ sung nếu cần thiết, bởi từ đầu năm, có nhiều em do điều kiện kinh tế chưa mua hoặc chỉ mới mua một phần.